người ta đến tự nguyện, có cần gì tôi giúp không? Nếu mình thật sự giúp thì nên nói là cần, chứ đừng nói dạ không cần. Có nhiều khi cần đó mà tự ái, có nhiều khi cần đó mà ghét không thèm nhờ. Tuyên bố một câu nghe xanh rờn vậy đó, trời ơi tới hỏi tôi ghét, tôi đâu có thèm nhờ. Ai lộ? Mình lộ, phải không? Như vậy thì quý vị thấy trong cuộc sống mình sống bằng cái ghét cái giận là mình lỗ, chứ có gì đâu. Trong kinh Địa Tạng nói, một người đã đội đá trên người rồi mà còn đi trong bùn nữa thì nó càng lún chứ gì. Lỡ mình đi trong bùn mà lỡ người không có đá thì nó cũng lún, nhưng mà nó không quá sâu. Còn nếu đi trong bùn vốn nó đã rất mềm, nó có thể mình có thể lún rất dễ, mà lại còn mang vài cục đá trong người. Mà cục đá đó là gì? Đó là nghiệp, đó là những buồn khổ, những hờn giận của mình. Mình mang biết bao nhiêu những cái nghiệp lực đó trong người, rồi mình đi trong bùn. Cõi đời này là cõi khổ, mà hãy càng sống cái kiểu đó thì càng lún sâu và không thể cứu được. Cho nên á, quý vị nhớ là một đức trong kinh có câu nè: nhất Phật xuất thế, thiên Phật hộ trì. Một Phật ra đời, ngàn Phật trợ duyên. Thì như vậy thì chúng ta làm một việc gì mà có nhiều người ủng hộ, trợ duyên, thì mình đó là thấy rằng đó là cái duyên phước của mình. Quý vị thấy Đức Phật Thích Ca ở cõi Ta Bà làm một điều rất khó làm, đó là ở ngay cõi Ta Bà đầy dẫy những thứ ô trược, nhiễm ô, chúng sanh can cường, cứng đầu, khó khai hóa, mà Phật vẫn ẩn nhẫn ở đây để làm một công việc khai hóa cho mình. Khó không? Khó làm lắm. Rồi cái thì Đức Phật Thích Ca khen Phật Di Đà. Khen Phật Di Đà là làm một việc là giáo hóa chúng sanh về cõi an lạc. Cái Đức Phật Di Đà khen lại. Cái Đức Phật Di Đà khen Đức Phật Thích Ca làm một việc rất là khó làm, đó là ở cõi đời đầy dẫy khổ đau mà làm được việc đó. Cho nên các Phật trợ duyên với nhau hết. Ví dụ như quý vị thấy Đức Phật Di Đà đứng giữa, phải không? Đức Phật Di Đà là tượng trưng cho thanh tịnh. Mới nghe chữ thanh tịnh cho nó loạn lên liền. Đức Quan Âm kế bên, bên là tượng trưng cho từ bi. Đức Đại Thế Chí kế bên, bên là tượng trưng cho dũng lực. Người có lòng từ nhưng không thể thiếu sự dũng lực. Nếu mình thấy cái điều đó cần làm đúng mà mình muốn làm mà ta dọa cái mình thối lui, thiếu cái đức tính của Đại Thế Chí. Cho nên muốn hành Bồ Tát Đạo, muốn độ sanh thì Quan Âm phải nhờ Thế Chí trợ lực. Thế Chí là tượng trưng cho sức mạnh, sự hùng dũng, sự tiến bước. Có nhiều chùa thờ một bên Đức Quan Âm, bên Đức Địa Tạng. Nếu nói theo hình thức, Quan Âm độ sanh, Địa Tạng độ tử. Còn nếu nói về nội dung, Quan Âm là từ bi, Địa Tạng là hạnh nguyện. Nếu mình có lòng từ mà thiếu đi cái hạnh nguyện thì làm sao thể hiện lòng từ? Nói tôi thương quá, thương mà không làm gì hết à. Mình thương nói tôi rất là thương mấy đứa nhỏ bệnh ở trong bệnh viện, cho nên tôi nguyện tôi đăng ký ở trong bệnh viện mỗi tuần 2 ngày vô đó chơi với mấy em. Tôi thương các bác lớn tuổi lắm, tôi tình nguyện tôi đăng ký trong những nhà dưỡng lão mỗi tuần 3 ngày vô chơi với quý bác. Quý vị thấy người Mỹ khi mà về hưu rồi đó, họ làm thiện nguyện nhiều lắm. Họ làm thiện nguyện rất là nhiều. Bởi cho nên người Mỹ thật sự nếu mình nhìn, mình thấy đời sống của họ có những cái mà mình cần học. Có thể lúc trẻ họ đi làm, rồi đi làm họ có enjoy. Ở Việt Nam mình là làm đổ mồ hôi trán, dán mồ hôi đầu, dắt chài ra nước, không bao giờ nghe chữ holiday vacation. Mình qua nước Mỹ bắt đầu mới học cái phương thức đó, làm mà có nghỉ ngơi. Cho nên có nghỉ ngơi cho nên con người mới thư giãn rồi tiếp tục cuộc hành trình. Còn mình làm, hỏi làm để làm gì? Nói có tiền. Tiền để làm chi? Mua thuốc bổ uống. Hỏi mua thuốc bổ để làm gì? Uống cho khỏe. Khỏe để làm chi? Để đi làm tiếp.
Hình như là mình lẩn quẩn cho kiểu đó phải không? Đi làm có tiền mua thuốc bổ, đi bác sĩ, hỏi bác sĩ chi để khỏe, khỏe đi đi làm kiếm tiền, tiền mua thuốc bổ, uống uống khỏe đi đi làm. Thì rốt cuộc rồi, phải không? Không? Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Rồi cuối cùng là gì? Cho trăm năm vào chết một ngày. Hết rồi. Cho nên ngày xưa nhà thơ Vũ Hoàng Chương, ông có một bài thơ: dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người, sơn bò nát ốc máu thầm rơi, chiều nay một tiếng xăng buông xuống, một dấu than buông xuống, đinh đóng vào xăng tiếng trả lời. Con người mình á, có nhiều câu hỏi lắm, chừng nào giàu, chừng nào này, chừng nào kia đó. Cho nên những cái dấu hỏi đó nó giống như là con sơn vậy đó, dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người, sơn bò nát ốc máu thầm rơi, ngủ mà vẫn suy nghĩ. Hỏi Lan làm gì? Thôi tôi ngủ nghỉ, không nghỉ lấy gì ngủ. Cứ tiếp tục cái đầu nó hoạt động, nó làm hoài thì sao ngủ? Phải nghỉ mới ngủ được. Cho nên ta kêu là ngủ nghỉ. Có nghỉ mới có ngủ. Mình lên giường rồi, nhiều khi mình chỉ nghĩ cái body, cái thân thôi, mà nãy chưa nghỉ. Mà hễ cái này chưa nghỉ là nó không thể ngủ. Rồi cái hỏi tại sao mất ngủ. Rồi sáng ra cái tưởng đâu hay đó, em ơi suốt đêm thao thức gì em. Trời ơi, cô đó cổ nghe cổ chết giấc. Nhưng mà cổ đâu biết rằng ảnh đang tính chuyện khác. Cho nên là mới nói gì đó. Nghĩa là suốt 5 canh á, mình ngủ hết 4 canh, còn canh khác cũng âm thầm ngủ tiếp. Rốt cuộc ngủ hết 5 canh. Sơn bò nát ốc máu thầm rơi, nghĩa là tất cả những câu hỏi trong cuộc đời này nó như những con sơn, nó bò nát ốc mình. Nhưng mà cuối cùng chỉ có một câu trả lời thôi: chiều nay một chấm than buông xuống. Quý vị chấm than không? Than ơi, hỡi ơi. Hãy mà người ta viết cái câu gì mà nó có cái tính chất nó than vãn thì là một cái chấm than. Mà cái chấm than đó, cái hình dáng nó giống cây đinh không? Cho nên câu cuối cùng nhà thơ Vũ Hoàng Chương mới nói: đinh đóng vào xăng tiếng trả lời. Xăng là cái quan tài á. Khi nào cái đinh mà nó gõ cộp cộp vô chiếc quan tài thì đó là tiếng trả lời cho tất cả chúng ta trọn một kiếp người. Chiều nay một chấm than buông xuống, đinh đóng vào xăng tiếng trả lời. Cho nên hễ người ta viết mấy cái lời ai điếu á, lúc nào cũng phải có than ôi. Nhớ thuở xưa người sanh vào nhà họ Nguyễn. Rồi thân tướng phi phàm, uy nghi đỉnh đạt, một ngày kia nghe tiếng chuông chùa vang vọng, người đã bật tỉnh thức, phát nguyện đi tu. Nói hồi cái thế rồi, nay còn đâu nữa. Đó, mấy lời ai điếu là ta phải nói vậy đó. Ai điếu là ta nói vậy đó. Cũng giống như mình lăng xăng trong trọn một cái đời, mình lo cơm áo gạo tiền rồi mình quên hết tất cả những cái gì xung quanh mình. Cho nên mình học Phật để làm gì? Để mình đã sẵn có cái biết đó. Nhưng mà tại vì mình để cho cái biết nó lu mờ, có thậm chí nói biết mà chưa hiểu. Thí dụ hỏi, mình biết cơm rượu là có men, nhưng mà không hiểu người ta làm sao. Thí dụ vậy, có nhiều cái mình nhìn mình biết nhưng chưa hiểu. Cho nên có nhiều khi mình nói, nhìn biết người đó khổ mà không hiểu tại sao họ khổ. Cái đó quan trọng đó. Cho nên Phật là người biết mình, hiểu mình. Cho nên Phật mới cho mình pháp môn tu, Phật mới chỉ mình cách này cách nọ. Cho nên mới gọi là thiện tri thức. Thiện tri thức là gì? Tri là biết mình, thức là hiểu mình. Người đó biết mình, hiểu mình,
mà hướng dẫn mình trên cái nẻo thiện thì gọi là thiện tri thức. Có nhiều khi người đó biết mình, hiểu mình, nhưng mà ta vì ta hiểu quá mình cho nên ta lệch mình đi hướng khác, người đó gọi là ác tri thức. Ví dụ Pháp Hòa biết á, cái chú đó là nóng tánh, biết chú đó đó, hiểu chú đó đó, cho nên lúc nào cũng tới chọt ổng vài câu là ổng nóng phừng phừng lên. Thì cái người đó biết mình, hiểu mình nhưng mà không có thương mình, người ta luôn luôn làm cho mình bực bội, người đó cũng là tri thức đó, nhưng mà thuộc dạng xấu. Còn người đó biết mình nóng, hiểu mình rất nóng, cho nên không bao giờ nói những điều gì làm cho mình nóng. Hay thậm chí mình, người ta khéo léo cho mình nghe một câu chuyện sắp sửa xảy ra nhưng không bao giờ nói thẳng, từ từ mé mé vân vân. Thì bây giờ Pháp Hòa nói, ở trong Phật Pháp hay nói chung là trong cuộc sống này, nếu chúng ta phát triển được cái ý thức thì chúng ta sẽ nhận biết mọi việc xung quanh mình. Để phát triển cái đó, ví dụ như bây giờ mình biết mình có khả năng học Phật, học rất mau, nên phát triển cái đó. Cho quý vị biết không, trong Phật Pháp người cao, người thấp, người thượng căn, trung căn, hạ căn đó, nghe Phật Pháp họ có thể hiểu được hết. Tại vì Đức Phật tùy theo mỗi cái căn tánh mà Đức Phật nói Pháp. Có nhiều người, người ta căn tánh lanh lợi thì người ta nghe ta nhận biết liền. Có nhiều người căn tánh chậm lụt thì ta phải từ từ. Cũng giống như mình dạy một đứa nhỏ. Quý vị thấy người Mỹ đây mà họ dạy mấy đứa nhỏ, họ rất là patient. Nhất là những em nó bệnh, họ chiều chuộng nó, họ ngọt ngào với nó. Nhiều khi mình nóng nảy khó làm việc đó lắm. Pháp Hòa thì hay đi vô trong nhà dưỡng lão, lâu lâu có một lớp thiền cho y tá. Thì khi mà làm như vậy rồi, quý vị biết không, nhà bệnh, nhà dưỡng lão không thể lấy giờ của nhân viên làm việc. Thí dụ họ làm 8 tiếng thì cho họ làm 7 tiếng rưỡi thôi. Nửa tiếng còn lại thay vì họ đi làm thì mình cho họ vô lớp thiền. Chứ không phải là họ làm xong 8 tiếng rồi tổ chức lớp thiền biểu họ vô nghe đâu. Họ sẽ không. Tại vì thời giờ là vàng bạc. Hết 8 tiếng họ phải về nhà họ lo việc. Cho nên muốn giúp họ tu thì phải lấy giờ họ làm, cắt bớt giờ họ làm để giúp cho họ tu. Lâu lâu lên cho ngồi thiền, cho thiền nằm, thiền buông thư. Và khi thiền như vậy thì họ có thể quán chiếu để phát triển lòng từ. Lâu quá Pháp Hòa không ghé, khi có dịp ghé cái bậy tá trưởng đấy, chừng nào chúng tôi được thiền nữa, chừng nào chúng tôi được gặp thầy nữa. Tại vì sao? Mình biết cái công việc họ stress lắm, họ rất là stress trong công việc. Tại vì làm việc mà chăm sóc một người bệnh, mà đôi khi những cái thời buổi bây giờ một y tá mà phải chăm sóc 10 bệnh nhân, họ stress dữ lắm chứ. Thà nữ ra mình trợ duyên cho họ. Cho nên nhiều khi quý vị thấy không, tại sao mà Pháp Hòa thỉnh thoảng cứ hay đi xuống bếp? Tại vì Pháp Hòa biết cái người nấu ăn ta mệt lắm, phải không? Người ta rất là căng thẳng. Và thỉnh thoảng mình đi vô, mình chơi, mình giỡn, mình làm cho người ta thoải mái một chút thì tự nhiên người ta thả lỏng được cái tinh thần người ta ra. Hay thậm chí mình vô mình phụ để mình trợ duyên cho họ thấy rằng trong cái công việc của mình có người quan tâm phụ mình. Hồi sáng hôm qua Pháp Hòa trước khi đi, đi xuống bếp vòng. Pháp Hòa biết là mấy cô bếp là bận lắm, ai cũng được chụp hình, mấy cô đâu có chụp. Cho nên Hòa chụp hình với mấy cô. Đúng không? Mình chụp hình với mấy cô và nói là ngày hôm nay quý cô rất là bận, mà có thể ngày mai Pháp Hòa cũng được gặp. Thôi giờ quý cô trong bếp tập hợp là chụp tấm hình. Nên mình làm như vậy để cho các vị thấy là mình appreciate. Cho những Bồ Tát người ta behind the scene, người ta phía sau sân khấu á, mình không nhớ. Thỉnh thoảng mình quên lửng. Tại vì sao? Công việc quá nhiều chứ không phải là tại mình cố ý. Nhưng mà hễ khi nào mình ý thức, mình nhớ trực lại là mình phải làm cái việc đó ngay đó. Thì Pháp Hòa mở đầu cái buổi sinh hoạt này, vì theo như chương trình là tối nay là mình vấn đáp, thì trong thời gian chờ những câu hỏi đó thì Pháp Hòa có một cái lời mở đầu như vậy. Trong vấn đề chúng ta trợ duyên với nhau trên tinh thần cuộc sống, đủ hình thức để trợ duyên hết. Đời cũng như đạo, con nít mình cũng có cách trợ duyên nó theo con nít, người lớn cũng có cách theo người lớn. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào cái chương trình trả lời câu hỏi.
Thì ở đây có một câu hỏi rất là dài, 3 trang giấy. Và nếu trả lời câu hỏi này thì cũng khá dài đó, nhưng mà Pháp Hòa sẽ cố gắng nói gọn, để rồi mình còn những câu hỏi khác. Rồi nếu mà chưa thỏa mãn thì vị này sẽ đi tìm thêm. Thì thật sự ra bây giờ thì những cái đề tài mà chúng ta thắc mắc đó, nó không có hiếm, nó không có khó. Chúng ta thắc mắc là chỉ cần bấm lên trên mạng là chúng ta tìm được những câu trả lời của các bậc thiện tri thức khác. Câu hỏi như thế này: kính bạch thầy, con có câu hỏi xin mạn phép hỏi thầy và xin thầy hoan hỷ giảng dạy. Câu hỏi của con được đặt ra như sau: kinh Đại Thừa có phải là Phật thuyết hay không? Thế giới Tây Phương Cực Lạc có thật hay không? Hai cái này thì nếu mà mình nói trả lời đơn thuần mà dễ thương là không biết. Thì Cực Lạc thì mình chưa tới, mà cực khổ là tới hoài. Bây giờ như thế này, bây giờ Phật tử này mới luận: theo con biết, Đức Phật nhập Niết Bàn 544 trước công nguyên, sau đó hơn 300 năm Kinh Đại Thừa mới được viết, và cho đến hơn 500 năm sau Kinh Đại Thừa mới viết xong. Thời gian quá lâu để thuyết phục được mọi người, đó có phải là kinh của Phật thuyết hay không? Bây giờ đối với các Phật tử nào mà ngồi đây, hay các vị nào mà ngồi đây mà không có biết một chút gì giáo lý, nãy giờ nghe là không biết đang nói gì hết trơn. Cái gì mà Đại Thừa, Tiểu Thừa ở trong này luôn vậy, phải không? Đại Thừa, Tiểu Thừa, Đổ Thừa. Giờ Phật có ba thừa, mình thêm thừa nữa là Đổ Thừa. Thưa đại chúng, theo như lịch sử của Đức Phật, sau khi Đức Phật mất, 100 ngày sau, tức là khoảng 3 tháng sau, thì có một cuộc kết tập kinh điển. Kết tập kinh điển là gì? Có nghĩa là quý thầy thời đó kêu gọi một đại hội, tất cả quý thầy đã từng nghe Đức Phật thuyết pháp hãy tập trung lại một chỗ để ôn tụng lại lời Phật dạy. Thì thí dụ bây giờ các vị tập hợp lại, cái nói bây giờ chúng ta sẽ ôn lại bài giảng hôm thứ bảy tuần rồi. Thì cái vị đó nói giơ tay đó: tôi xin nói trước. Vị đó nói là thứ bảy tuần rồi tôi nghe Đức Phật nói này này, và đó là những gì tôi nhớ, tôi xin hết và mời huynh đệ khác bổ sung. Thầy khác mới giơ tay lên: à, thầy nói đúng nhưng mà còn một điểm thầy sót. Cứ như thế mà lặp đi lặp lại, gọi là khẩu truyền. Khẩu truyền nghĩa là lên đọc để cho mọi người nghe rồi bổ túc, chứ không hề có viết sách, viết lách gì hết. Mà thưa đại chúng, cứ như vậy lần lượt mà kết tập. Tổng cộng Phật giáo có 6 lần kết tập kinh điển. Mà đến hơn 1000 năm sau, kinh điển của Đức Phật bắt đầu mới được viết ra bằng chữ, mà thời đó chưa có giấy, mà người ta phải viết trên cái lá đó là lá cây thốt nốt, mà chúng ta thường gọi là lá bối. Mà cái lá bối đó, đó viết phải rất, rất là kỹ, tại vì sai một chữ là bỏ. Tại vì khắc trên lá mà, nó đâu có cái gì bôi đâu. Lấy cái cọng kẽm, một cái thứ nhọn đó, khắc ở trên đó để chữ nó lưu trên đó. Mà hễ mà nó sai là bỏ. Rồi chuốt cái lá ra như vậy, xong rồi lấy chỉ xỏ lại, xỏ lại thành một cái cây vuông vậy nè. Rồi khi nào muốn đọc thì mới mở từng trang ra, nhờ những cái sợi chỉ nó kết lại với nhau như vậy đó. Cho nên cũng gọi là kinh. Kinh gọi là kết lại. Chữ kinh nghĩa là kết mang, là kết những cái, nếu về hình tướng thì nó xỏ, nó chỉ, nó kết lại với nhau thành một cái quyển. Và nếu về cái nội dung nghĩa lý thì giáo lý này nó chứa đựng giáo lý kia trợ duyên cho giáo lý nọ, cho nên được, cũng được gọi là kết mang. Này, cái này là kết mang nè. Một cái hoa, nhiều cái hoa kết lại thành một cái tràng, mang là một cái tràng hoa. Như vậy thì đây là hoa mang. Hoa mang có nghĩa là tràng hoa. Nếu rứt nó ra thì nó chỉ là một cái hoa, nhưng mà nhờ nhiều cái hoa kết thành một tràng hoa. Cũng như thế,
Chúng ta học Phật, nghe Pháp, chúng ta lấy lời giáo lý này kết hợp với giáo lý kia để trở thành một tràng hoa, trở thành một hệ thống để chúng ta tu tập. Chữ kinh nó nghĩa vậy đó. Kinh có năm nghĩa nha, mà giờ nói nghĩa thôi, đó là kết mạng. Rồi bây giờ 6 lần kết tập kinh điển như vậy thì sau này có một cái thời mà kết tập kinh điển nó chỉ chung quy vào những giáo lý căn bản thôi, mà người ta gọi là những bộ Nikaya A Hàm. Rồi sau này khoảng 500 năm, 600 năm sau bắt đầu mới xuất hiện một thể một loại kinh mà người ta gọi là kinh Đại Thừa. Giống như bây giờ kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Bát Nhã, kinh Địa Tạng, kinh Lăng Nghiêm, mấy cái kinh đó thuộc kinh điển Đại Thừa đó. Mà bây giờ tất cả các chùa nào theo Bắc Tông, Phật giáo có hai nhánh, Nam Tông, Bắc Tông. Bắc Tông là những thầy ăn mặc bình thường giống như các thầy hiện nay mà quý vị thấy vậy đó. Còn Nam Tông là các thầy quấn y. Pháp Hòa nói đơn giản để cho quý vị dễ nhận biết thôi, chứ giờ nói nhiều lắm, nhiều thứ lắm. Thì bây giờ kinh điển hả? Mật tông là tông nó không được, tông nó mật. Mật tông đó là người ta trì chú, cái đó thuộc về một cái tông chứ không phải giáo phái. Cái tông đó là cái phái đó là người ta chuyên dùng những câu thần chú để người ta tu hạt tu. Còn mình đây là mình có niệm Phật, có trì kinh. Sao cái tông đó là sau này các tổ chia. Cái đó mình nói ở gì, mình ở một cái trường hợp khác. Ở đây là mình nói theo cái câu hỏi nè. Thì Pháp Hòa phải giải thích chút xíu cái gì gọi là kinh Đại Thừa, kinh Tiểu Thừa, để các vị mà chưa có bao giờ nghe thì quý vị cũng nắm bắt được chút. Kinh Đại Thừa là những bộ kinh đưa những cái giáo lý rất là cao xa, thậm chí nó còn rất là trừu tượng, khó tin và rất khó hiểu. Thì có vị mới nói rằng á, kinh này nó xuất hiện sau 600 năm thì kinh này cũng phải Phật nói. Và họ cho rằng đây là những lời của các vị tổ, các vị sư, các vị thầy sau này kết tập. Thì bây giờ ở đây á, mình là Phật tử, cái tinh thần của chúng ta là tìm hiểu để nuôi dưỡng cái niềm tin, vẫn giữ cái niềm tin trong sự tu hành, chớ không phải chúng ta hiểu để đả phá, để công kích, để bài bác. Cái đó không phải là tinh thần của người học Phật. Dù là mình một tiến sĩ về Phật học, nhưng nếu chúng ta khám phá một điều gì mà chúng ta không làm cho nó đẹp hơn, mà chúng ta lại đả phá, làm cho hoang mang những cái người hậu học, thì cái đó nó chưa phải. Thì ở đây nè, quý vị cứ nhận như thế này nè. Phật giáo luôn luôn quan niệm là phải đưa cái lời dạy của Đức Phật như thế nào để nó có thể đi đến gần mọi người, phù hợp với mọi người, thích ứng với mọi căn cơ thời đại. Thì bây giờ mình cứ tưởng tượng như là thức ăn. Căn bản thức ăn lúc mà người ta nói, người ta chế biến ra được món ăn đó nó vậy thôi. Nhưng trong một quá trình đi qua, nó đi qua tất cả mọi cái đất nước các nơi, thì nó có thể thêm thắt để làm sao cái nghĩa lý nó được dồi dào. Ở đây quý vị có biết cái cọng udon của Nhật không? Ở miền Tây nó có cái món bánh tằm bì. Bánh tằm bì là một cái loại cọng mì nó to, ăn nó giống như udon vậy đó. Rồi để bì vô, chan nước cốt dừa, nước mắm, rồi rau sống rồi vô vậy ha. Thì bây giờ nếu mình qua tới đây mà mình không có cái cọng bánh tằm bì nguyên thủy của Việt Nam, mình có thể chế bằng cọng udon. Về làm thử đi. Ngon như thường. Rồi quý vị nhớ ở dưới miền Tây nó có cái món xôi mà ăn với cái bánh phồng không? Cái miếng bánh phồng mà mềm mềm. Ở đây á, nếu mình không có bánh phồng đó, mình ăn cái miếng của mễ thịt thiêu là, gói xôi vẫn ngon như thường. Thì Pháp Hòa nói như vậy, thì nếu mà mình cũng là một cái món ăn đó, nhưng nếu nó đi đến một cái thời điểm nào
nó có thể biến thể mà cũng không ngoài mục đích là cống hiến món ăn cho người. Kinh điển Đại Thừa cũng thế. Tất cả những giáo nghĩa Đại Thừa mặc dù nghe như vậy nhưng nó không có thể nào nó tách rời kinh điển nguyên thủy, bất quá là đưa cái nghĩa nó cao xa hơn, làm cho mình hơi khó hiểu vậy. Nhưng mà khi chúng ta hiểu ra rồi thì nó cũng là một nghĩa đó thôi. Pháp Hòa nói ví dụ á, cái hình ảnh mà Đức Phật đưa cái đó hoa lên, thỉnh thoảng quý vị thấy cái tượng Phật Thích Ca đưa đó hoa lên, rồi Phật mỉm cười, rồi đại chúng ngơ ngác, thì có một số mới nói rằng á, cái điều đó nó không hề có trong lịch sử của Đức Phật, cái này là bịa đặt. Thì Pháp Hòa nói bây giờ mình giải thích cái trường hợp đó. Tại sao giữa đại chúng đông người Đức Phật cầm đó hoa lên, Đức Phật mỉm cười và Ngài Ca Diếp mỉm cười với Đức Phật mà cả chúng ngơ ngác? Tới hồi giải thích ra đơn giản thôi, Phật thấy hoa đẹp, Phật mỉm cười. Ngài Ca Diếp thấy hoa đẹp, thấy Phật mỉm cười, Ngài cười theo Phật. Cuộc sống đôi khi nó đơn giản như vậy đó. Mà đôi khi chúng ta thấy người ta làm gì hơi mà khác khác, cái bắt đầu mình chuyện gì vậy. Mình hằng cái đó là cái thói quen của chúng sanh, mà ít có ai sống được cái đơn thuần đơn giản là thấy hoa thì cứ mỉm cười, phải không? Chính vì vậy mà Đức Phật mới tuyên bố chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm trao cho Ngài Ca Diếp. Thì có ý của Đức Phật chỉ muốn nói gì? Chỉ có Ngài Ca Diếp là thấy được cái cốt lõi tu hành của đạo Phật là phút giây hiện tại là phút giây tuyệt vời. Cho nên bây giờ mình đặt ra một cái vấn đề là kinh điển này không phải của Phật. Rồi ví dụ như bây giờ mình đem ra mình nói là kinh điển này không của Phật, để rồi gây bao nhiêu cái, ủa vậy lâu nay tôi tụng kinh này tụng của ma sao? Không. Mà chúng ta phải nhận ra rằng đây là một quá trình lấy cái nguyên thủy nhưng làm cho nó dồi dào bằng mọi hình thức để đưa cái giáo lý này đến với chúng sanh. Như hồi nãy Pháp Hòa ví dụ ở trường hợp món ăn vậy. Bây giờ người Việt Nam ta mà nấu spaghetti là bảo đảm khác với người nguyên thủy Ý, người Ý nấu spaghetti. Tại mình là thêm thắt đủ thứ vô, làm cho cái nồi nước nước sốt spaghetti đó ngon hơn, linh động hơn. Quý vị có biết mấy cái miếng cái burger chay không? Người Mỹ họ đơn giản một thứ thôi là cái miếng đó nướng lên hay chiên lên kẹp bánh mì ăn. Nhưng Việt Nam mình mua về kho tiêu. Việt Nam mình đem về kho tiêu nha, rồi bóp nó ra nhuyễn để nấu spaghetti nha, rồi chiên giòn nó lên cắt từng miếng cuốn bánh tráng ăn nha. Cũng là món burger chay, một món đó thôi, nhưng mà mình có thể ra nhiều món nữa. Thì nhiều món đó là gì? Đó là đại thừa thôi chứ gì đâu. Nhưng mà nói về đại thừa tiểu thừa đó thầy, con thấy đâu có ông thầy nào mà tự nhận mình là tiểu thừa đâu. Mà kinh điển nếu mà nói như vậy là không có thể phân biệt được là kinh điển đại thừa hay kinh điển tiểu thừa, chỉ là một cái câu nói đại thừa tiểu thừa thôi. Thật ra con thấy chẳng có người nào mà tự nhận mình là tiểu thừa. Không phải. Cái chữ tiểu thừa đại thừa đó, ý ở đây muốn nói không phải là phân biệt giai cấp bự với nhỏ, tu cao tu thấp, không phải cái ý vậy. Cái tiểu thừa là theo cái nghĩa là nếu như là mình một chiếc xe 4 cửa thì mình chỉ có khả năng chở được 4 người hoặc 5 người là maximum. Nếu mình là một chiếc xe van 7 chỗ thì mình chở được maximum là 7-8 người. Nếu mình là một chiếc xe van 12 chỗ thì mình chở được hơn người. Cái ý nghĩa chữ thừa là của cái xe. Mà xe lớn thì chở được nhiều người, xe nhỏ chở ít người, thế thôi. Chứ nó không có cái nghĩa là phân chia lớn nhỏ cao thấp ở trong hai cái chữ đại và tiểu này. Cho nên khi chúng ta nói chữ tiểu đại, không có là chị tiểu thừa, tôi đại thừa, không có cái ý đó. Cái ý là tôi xe nhỏ thì tôi chỉ có thể chở nhiêu đó thôi.
cũng giống như các vị quan niệm là thôi bây giờ tôi chưa đủ khả năng độ ai hết, tôi tự lo cho tôi trước. Đó, cái quan niệm vậy là quan niệm tiểu thừa. Còn quan niệm vừa tu học cho mình vừa giúp đỡ người khác là quan niệm của tinh thần đại thừa. Ý người ta chỉ có vậy thôi, chứ không có cái vấn đề cao thấp ở trong này. Con hỏi là Phật giáo Nguyên Thủy phải là tiểu thừa thì nó đó. Nhưng mà tại vì ngày nay á, chúng ta muốn tránh hai chữ tiểu thừa đại thừa để tránh đi cái trường hợp gây hiểu lầm ở hai cái chữ đó, cho nên bây giờ chúng ta gọi là Phật giáo Nam truyền và Phật giáo Bắc truyền, hay nói cách khác là Nam tông Bắc tông. Con thấy đầu giờ người Nhật đi tu có để tóc vậy, họ đại thừa hay là họ... cái đó còn thừa khác nữa. Giờ chắc muốn đi gia nhập hay sao mà hỏi. Rồi bây giờ trở lại chuyện này. Thở đây Pháp Hòa chỉ giải thích như vậy để cho tất cả, đây là cái quan niệm. Thật sự ra cái điều này không phải tới bây giờ mới nói, ngàn năm trước cũng đã có những người người ta nói việc này. Hiện tại chúng ta cũng đang phanh phui nói bàn chuyện này, rồi tương lai cũng sẽ có người tiếp tục nói chuyện này. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng như thế này nè. Chúng ta là những người Phật tử hay là không Phật tử, nhưng chúng ta có cái tâm tôn trọng lời dạy Đức Phật, vì chúng ta thấy lời dạy Đức Phật có những cái đạo lý để nhắc nhở chúng ta tu hành. Chúng ta không cần phân biệt mình là đạo gì, nhưng mà có nhiều khi mình không phải Phật giáo, nhưng vì mình tôn trọng những lời dạy này, mặc vì lời dạy này có cái khả năng hướng dẫn chúng ta, thì chúng ta nên lượm lặt những cái gì nó có khả năng hướng dẫn cho chúng ta. Chúng ta không có đủ thời giờ, không đủ thời giờ để ngồi luận nghị cái đó là của ai. Ví dụ bây giờ cái điều đó của một vị tổ nói, nhưng nó không xa cái ý của Phật, thì cái điều này cũng không có gì sai trái. Quý vị nhớ, một đứa con nít khi nó còn nhỏ nó thích ăn món đó, nhưng khi nó lớn lên, tư duy nó khác, sở thích nó khác, nó có thể không còn thích món đó nữa, nó có thể ăn món khác, mà có thể món ăn đó phải phù hợp với cơ thể nó, bệnh tật của nó. Có nhiều khi mình rất thích cái đó, nhưng mà giờ bệnh rồi, ăn không được nữa, cũng phải thay đổi. Thì cái tinh thần đại thừa là ở cái chỗ đó. Nếu cái gì nó không còn phù hợp, chúng ta có thể thay đổi, chuyển hóa. Bây giờ Pháp Hòa nói, mình ra nước ngoài nè, nếu mà chúng ta chấp trước y chang như ngày xưa, thì có lẽ chúng ta không đủ thời giờ để làm gì hết, và thậm chí không có khả năng truyền tải giáo lý cho con cháu mình. Bây giờ quý vị thấy không, kêu nó đi chùa thôi là đã khó rồi, chứ đừng nói mà kêu nó vô chùa lại Phật tụng kinh mà nghe Pháp nữa. Thì bây giờ mình phải phương tiện như thế nào? Cho nên gần đây tổ chức các khóa tu, tổ chức các khóa tu để cho giới trẻ nó bắt đầu hướng về khóa tu ở một những hình thức khác, không gò bó về mặt hình thức nghi lễ, mặc áo tràng tôn giáo, mà quan trọng là nó nắm được cái cốt lõi của đạo Phật để nó ứng dụng, nó sống trong cuộc sống của nó. Cái đó mới là cái quan trọng. Còn cái chuyện hình thức nó mặc gì, nó tụng gì, mình gia giảm. Rồi bây giờ đây trong này có một câu nữa. Hết giờ chưa? Chà, coi bộ câu này cái nó hết rồi. Ba trang. Thôi bây giờ Pháp Hòa xin phép như thế này nè. Cái này, cái câu hỏi này Pháp Hòa xin sẽ nói một cái buổi riêng, một buổi này ở một cái nơi nào đó. Rồi sau đó thì, tại vì bây giờ nếu mà mình nói thì mình lại phụ những câu hỏi này, và đồng thời nó không hết, không có đủ giờ để nói. Thôi Pháp Hòa xin phép trả lời được một câu đi, cho nó công bằng ha. Rồi những câu khác mình sẽ nói tiếp. Giờ con hỏi kế. Xin thầy giải thích cho con hiểu thế nào là tâm thanh tịnh. Cái này không thể giải thích, bởi vì tâm thanh tịnh làm sao giải thích mà ta mà chỉ. Chỉ từ khi nào mình tịnh không mình tự biết, chứ làm sao chỉ, làm sao giải thích. Ví dụ như bây giờ nè, cái người đó ta ngồi giữa đám đông vậy nè, ta cũng cười cũng nói nhưng mà tâm ta vẫn tịnh.
Còn mình lặng lẽ trong phòng tưởng mình tịnh, mình loạn muốn chết. Ví dụ bây giờ nè, ta ngồi ở đây nè, ta ngồi đây là ai cười ta vẫn cười, ai nói ta cũng nói, nhưng mà ta đứng dậy là tâm ta bình thản, ta không ấy. Còn mình trong phòng thiền bấm phone, ở ngoài đó có chuyện gì không? Bây giờ mình send cái text im lặng một góc trời, nhưng mà mình loạn dữ lắm, tại mình chat, mình nói chuyện như này kia. Thành thử cái điều đó không thể nhận định ở hình tướng được, mà tịnh hay không là mình tự biết. Cũng như sự giác ngộ không thể chỉ, giác ngộ là tự tâm mình biết. Hỏi thầy giác ngộ chưa? Không dám nói. Nếu mình nói dạ tôi giác rồi, cái đó ngạo mạn. Mà nếu mà mình không, mình nói là mình chưa, thì cũng không chắc, phải không? Thành thử ra như nhân ẩm thủy, lãnh noãn tự tri, như người uống nước lạnh nóng tự biết, mà không thể nói được. Quý vị cầm cái ly này à, đây, Pháp Hòa nói ví dụ, Pháp Hòa cầm cái ly này. Bây giờ ai biết ly nước này nóng lạnh? Không biết. Chỉ ai biết? Một bà già biểu một cô thiếu nữ ôm ông thầy, hỏi thầy ơi, thầy cảm thấy làm sao? Ông thầy nói tôi bây giờ tu đến cảnh giới tâm thanh tịnh yên bình lắm, cô đừng có hòng làm lung lay trái tim tôi. Và ông thầy trả lời vậy đó. Bà già nghe, bà già nói ông thầy này tu chưa tới. Bởi vì tu mà biến mình thành sỏi đá vô cảm vô tri thì vậy là đâu phải người tu. Rồi thời gian sau cái bà kiếm một cô khác đẹp hơn nữa ôm thầy, hỏi how do you feel, giờ thầy thấy làm sao? Thì lúc này cô này, ông thầy mới trả lời, cô biết, tôi biết, đừng cho bà già đó biết. Cô ôm tôi, cô cảm sao cô biết, tôi cảm làm sao tôi biết, bà già là người thứ ba, làm sao biết được chuyện hai chúng mình. Quý hiểu được cái chỗ đó. Cho nên hỏi là thế nào tâm thanh tịnh, chỉ không được. Cũng giống như người ta nói, cõi trời là ở đâu? Thiên, thính, tịch, vô âm. Cõi trời nghe không thấy tiếng, thiên, thính, tịch, vô âm. Thương thương hà xứ tầm, mơ mơ ở đâu thấy, tìm ở đâu? Phi cao diệt phi viễn, không có cao cũng không có xa, đô chỉ tại nhân tâm, thiên trời nằm ngay trong tâm này. Thiên thính tịch vô âm, thương thương hà xứ tầm, phi cao diệt phi viễn, đô xứ thị nhân tâm. Nghe không thấy, nghe không được, nhìn không thấy, sờ món được, rốt cuộc nó nằm ở ngay trong tim mình. Địa ngục ở đâu? Địa ngục không phải lòng đất. Khi nào sự hiểu biết mê lầm của mình tối tâm mà cố chấp không chịu nghe lời người khác giải thích, cứ khư khư cái kiểu của mình hiểu mà hiểu không đúng gì hết, cái đó gọi là địa ngục. Địa là dày chắc tối tâm để thôi. Địa ngục là khổ cụ, là khả yểm, là bất lạc, là vô gián, vân vân. Rồi thứ hai, làm sao mình tự biết mình tâm thanh tịnh? Bây giờ cái này cũng khó nói, nhưng mà không, là tạm ha. Nếu như á, người ta nói mình một, người ta khen mình một câu, mà cái khen đó nó không có đúng, mà mình vẫn âm thầm mình nhận. Rồi nếu mà người ta chê mình không nói ra, nhưng mình vẫn nhẹ nhẹ mình buồn. Thậm chí tháng sau thôi khỏi, lần sau tôi khỏi làm nữa, khỏe. Nó biểu thật ra thì tịnh hay không là mình tự biết, đúng không? Ở trong này nó làm sao tự biết. Bây giờ muốn tự biết không? Đối cảnh không tâm, tức là những lời nói khen chê buồn vui, tất cả những cảnh, cái chỗ nhà Phật muốn nói là chỗ vô tâm á, thì không có phải là thờ ơ lạnh lùng, không phải vậy. Nhưng mà đối với tất cả các cảnh, nhưng mình biết cảnh nào cũng chỉ là tạm có thôi. Như chiều hôm nay thấy không, mới ngày nào em đeo 20 vòng hoa ở phi trường, chiều nay còn có 1 vòng. Cái cuộc đời vô thường không?
Lúc mà mình welcome mình tới cái mỗi người như sau. Pháp Hòa nhớ cái năm đầu tiên Pháp Hòa tới 11 cái dây đeo này mà những cái hương nó nồng nặc. Trời ơi, mình nhức đầu muốn chết luôn. Suốt cái buổi giảng mình nhức cái đầu chịu không nổi mà không biết vì sao nhức đầu. Tới hồi lộn nó ra được rồi, cái từ từ nó khỏe trở lại. À, thì bây giờ mà biết chính là mi. Đẹp nó cũng có cái giá của đẹp chứ bộ. Như vậy thì mình mới thấy rằng giác ngộ từ chỗ đó thôi, thanh tịnh ngay chỗ đó thôi. Là mình làm tất cả mọi việc, nhưng mà khi cần mình có mặt, xong rồi nhẹ nhàng, không có gì cả. Điều này không ai nói được với mình, mà mình tự phải cảm nhận cái chỗ đó. Bây giờ làm sao biết thì chỉ có thể nói sơ sơ vậy thôi. Còn được hay không thì tùy ở mỗi cái sự thanh tịnh của mỗi người. Câu thứ ba: nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tranh chi đức. Cái câu này á, là trích ở trong cái tác phẩm gọi là Quy Sơn Cảnh Sách của một vị thiền sư tên là Di Sơn. Ngài ở núi Quy cho nên chúng ta thường gọi là Ngài Quy Sơn. Chứ thật phải tên của Ngài không phải là Quy Sơn, tên của Ngài là Di Sơn. Nhưng mà Ngài vì trụ ở trên núi đó và Ngài viết cái lời nhắc nhở này. Cái lời này, cái tác phẩm này rất là ngắn, nhưng mà lời văn rất là hay. Và theo truyền thống của Trung Hoa và Việt Nam, các chùa đó, một người nào đi xuất gia là phải thuộc lòng cái tác phẩm của Ngài, của cái tác phẩm Quy Sơn Cảnh Sách này. Thì trong đó có một câu gọi là nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tranh chi đức. Thì câu này nghĩa là gì? Khi mà chúng ta đi tu rồi thì ở bên trong chúng ta phải luôn luôn ghi khắc cái công đức là gì? Là mình phải chinh phục những cái tham đắm ở trong lòng mình. Cái đó là cái công. Vì sao? Vì ở bên trong mình không ai thấy, cho nên mình phải tự khắc chế nó, đừng để nó tu hoành. Thật ví dụ như giờ mình tu mình còn thèm mặn, mới ăn chay mà. Nhưng mà nếu mình thèm mà mình không có khắc phục cái đó mà mình lén mình đi ăn thì mình thua. Còn bây giờ nếu mình thèm, tối ngồi thiền thèm lắm nhưng mà tự khắc phục, cái đó là cái bên trong của mình. Mình phải thể hiện được cái công của sự tu hành là mình khắc phục được cái đó. Đó là ở bên trong. Còn nói về bên ngoài là ngoại. Bên ngoài thì mình phải thể hiện, mình phải thể hiện cái đức của cái người không có tranh cãi với đời, với người, với huynh đệ. Cái câu của Ngài rất khéo ở cái chỗ là công đức. Mà hai chữ công đức Ngài tách ra để Ngài viết thành hai câu: nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tranh chi đức. Công đức, cái công phu tu tập của mình là tự khắc kỹ. Khắc kỹ là gì? Tự mình khắc chế với mình. Còn cái đức mà nó tỏa ra bên ngoài là ở cái chỗ chúng ta thể hiện cái đức không có tranh giành. Ai muốn hơn thì tôi lùi, ai muốn một thì tôi thứ hai, ai mà muốn nữa thì tôi thứ ba. Thí dụ vậy đó. Cho nên mình sống ở trong chúng phải thể hiện cái đức không có tranh. Còn nói về cái nội tâm của mình, tự mình phải khắc phục những cái tham muốn của chính bản thân mình. Mà mỗi người tham mỗi kiểu. Quý vị biết nhiều khi mới tu chứ mình chưa có thắng được những cái dục ở trong lòng mình. Chứ dục này là ham muốn thôi chứ không có gì hết đó. Mà nội cái chuyện mà thèm ăn là một cái khổ. Đừng có nói thèm ăn, thèm ăn gọi là ăn mặn nha. Nội cái chuyện mà mình bây giờ mình nó thành ra một cái thói quen ăn vặt, tối nào cũng phải gói mì, không gói mì thì phải nảy kia, mà đi lên chùa người ta không dám gõ cửa xin hoài, trong phòng thèm muốn chết. Nếu mà mình khắc phục được cái đó, hiểu ý không, thì là mình thể hiện được cái nội lực của mình. Hồi đó Pháp Hòa xúc ruột, nghĩa là nhịn ăn 2 tuần, chỉ uống nước thôi. Thì quý vị biết đến cái ngày
thứ năm á, người mình nó mệt mỏi vô cùng. Nhưng mà cái mệt mỏi đó không phải là tại mình nhịn đói mà nó mệt, mà do những cái tạp dơ trong người mình nó đi ra, nó làm mình mệt. Tại mấy chục năm mình ăn mình không có xúc ruột, mình không có rửa, thì bây giờ mình uống nước 2 tuần để cho nó rửa cả cái bao tử của mình. Đến cái ngày thứ 8, thứ 9 là bắt đầu nó sổ dơ đen, thì mình biết cái bụng mình nó sạch rồi đó. Mà đến cái ngày thứ 9, thứ 10 là hết thèm. Chờ cái ngày 3 ngày đầu quý vị thèm dữ lắm, thấy người ta ăn là ngứa miệng thèm lắm. Nhưng mà không phải đâu, thắng được cái đó thì mình ruột mình mới sạch được, phải không? Còn mình không thắng được thì làm sao ruột mình nó sạch. Cũng như thế, người tu là phải nội cần khắc niệm, cái đó là cái quan trọng. Rồi bây giờ xong câu đó ha. Câu kế: kính mong thầy giải thích cho con hiểu thêm Phật giáo Nam Tông Bắc Tông vì sao có sự khác nhau như thế. Hồi nãy giờ mình cũng nói sơ sơ rồi đó. Thưa đại chúng, thời của Đức Phật không hề có Nam Tông Bắc Tông gì hết. Trong thời Đức Phật duy nhất chỉ có một thôi, đó là Tăng Đoàn. Nhưng mà sau khi Đức Phật mất rồi, một thời gian sau là khoảng 150 năm sau, thì trong nội bộ Tăng bắt đầu có sự rạn nứt. Nghĩa là rạn nứt đây là gì? Đó là những cái tư tưởng có thể nó hơi khác biệt với nhau. Một bên thì muốn phát triển để hội nhập với xã hội, một bên muốn giữ nguyên thủy như vậy để mà tu tập. Thì bây giờ ai muốn phát triển thì đi về phía Bắc của Ấn Độ thì gọi là Bắc Tông. Vị nào giữ nguyên thủy như vậy ở miền Nam của Ấn Độ gọi là Nam Tông. Vậy thì chữ nguyên thủy là gì? Là giữ nguyên bản. Đức Phật ăn ngày một cử, ai cúng gì ăn nấy, đắp y, đi khất thực, thí dụ vậy. Còn đó là nguyên thủy đó. Còn Bắc Tông là mình khi mình đi vào, thì khi mình đi phát triển về phía Bắc của Ấn Độ là gặp các nước gì? Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam. Mà Phật giáo đi vào các cái nước đó mà không hội nhập vào văn hóa của nước đó thì làm sao mang đạo Phật tới? Cho nên buộc lòng bây giờ đạo Phật phải cải đổi chút để nó phù hợp với đất nước đó. Bây giờ quý thầy quấn cái y đi vô cái nước đó, ta nhìn lạ quá, ta không quen mắt. Bây giờ quý thầy đổi cách mặc y. Người Ấn, bởi vì thời Ấn Độ là phải hở cánh tay phải hở trần ra để tỏ sự cung kính. Mà đối với người Á Đông mình á, kính là phải kính đáo. Chứ còn mà ăn mặc hở hang thì không biểu lộ được sự kính đáo. Cho nên buộc lòng phải theo đất nước người ta là mặc cái áo tay dài để che kín cái tay mình, vì đi đến đất nước ta phải đi thùa lệ thuộc cái, đất, cái văn hóa đất nước đó. Nhưng mình vẫn giữ lại cái truyền thống Ấn Độ là hở cánh tay. Cho nên bây giờ quý vị thấy quý thầy đắp y không? Quý thầy Bắc Tông đắp y á, mặc cái áo tay dài như Tàu, như Việt Nam. Nhưng khi đắp y là hở cánh tay phải ra để giữ cái truyền thống Ấn Độ. Đó, thì quý vị thấy rằng bây giờ đó, cái vụ này nè, khi nào qua đây mới có thôi. Còn thỉnh thoảng đi đến các nơi khác mà có là người ta làm cho nó vui. Chứ còn đây là cái truyền thống nguyên thủy của đất nước này. Bây giờ mình đi tới đất nước này, quốc độ này thì mình phải tùy thuận quốc độ này. Hay là người ta gặp nhau, người ta chào không phải là hello, hi gì nữa, mà người ta nói sao? Ahola. Thì mình nói theo cái câu đó. Vậy thì khi Phật giáo Bắc Tông á, đi về phải là các ngài muốn như vậy. Mà bởi vì mình phải biết, đã nói là hội nhập thì mình phải hội nhập với hoàn cảnh đất nước đó. Châu như ngày hôm qua Pháp Hòa nói, quý vị thấy bây giờ đất nước Việt Nam ta vẽ cái bản đồ, hễ nói miền Bắc vẽ chùa Một Cột, nói miền Trung vẽ chùa Linh Mụ, nói miền Nam vẽ chùa Xá Lợi. Chỉ cần điểm ba cái chùa ở ba cái điểm ở trên bản đồ, biết đó là miền nào. Như vậy đạo Phật đã đi vào cái dân tộc Việt Nam. Không phải chỉ hình ảnh không, mà ngay cả những cái lời nói, những cái câu chúng ta nói thường ngày. Ai mà nói lớn tiếng quá, mình nói sao, trời ơi làm gì mà nói ôm sồm bát nhã vậy. Bát nhã là tiếng của Phật giáo, ví dụ vậy đó. Cho nên Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng là thấy là Phật giáo hội nhập vào cái đất nước. Bởi vì khi Ấn Độ, cái tất cả các cái nước nằm phía Bắc Ấn Độ là Việt Nam, là Trung Hoa, là Triều Tiên, là Nhật Bản, mà tới bốn cái nước này mà không hội nhập quốc gia người ta thì sao phát triển được đâu Phật. Còn Nam Tông thì nằm ở phía Nam thì vẫn ăn mặc hình thức đó thì nó dễ thôi.
Cho nên nó đơn giản như vậy thôi. Không lẽ giờ quý vị, thí dụ Pháp Hòa nói vậy nè, bây giờ Pháp Hòa nói mình ở đây rồi mình qua đây cái mình đeo này, nhưng mà nếu một vị nào mà khó tính á, tu hành mà còn bông hoa, nói như vậy tội nghiệp em. Em có muốn đâu. Em đâu có đòi hỏi gì đâu. Nhưng mà cho dù mình đeo như vậy cũng là gì? Cũng là văn hóa của ở đây, chứ không phải là ở cái mặt gọi là mình ham thích gì cái xe xua, nhưng mà cái văn hóa truyền thống đó. Quý vị hiểu được cái ý đó. Rồi, bạch thầy, con ở đâu mỗi đêm con ngủ con cũng thấy má con, không biết như vậy là sao? Chữ M có phải là má không? À, ma. Trời đất ơi, tiếng Mỹ không biết mà tiếng Việt thì đã quên. Con ở đâu mỗi đêm con ngủ con cũng thấy M. À, con cũng thấy ma. Tại vì em ít khi nào nghĩ tới ma, bởi em không đọc chữ này không ra. Khi mà mình khi mình nằm chiêm bao á, nó có 5 cái hiện tượng. Một là do mình ngủ, cái thế nằm của mình nó không đúng, thì nó sanh ra những cái giấc chiêm bao, chúng ta gọi là ác mộng. Nhưng mà cái đó là do thế nằm. Thứ hai là tâm lý, tức là thường ngày có đôi khi mình cũng hay nghĩ về cái đó. Cái thứ ba là cái nghiệp của quá khứ. Thấy không? Nhiều khi mình gặp một cái gì nó quá trong quá khứ, nó tác động mạnh vào cái tâm thức mình, cho tới giờ nó không quên. Thì thôi bây giờ nói đơn giản là khi mình ngủ mình thường hay thấy những giấc chiêm bao không lành. Nói chung thì quý vị cứ tập ngồi thiền, bởi cái đó là tượng trưng cho cái tâm nó thiếu sự an tịnh. Cái đó là nên tụng kinh, ngồi thiền, giữ tâm mình tịnh cho nhiều thì mình sẽ giảm cái này. Quý vị thấy con nít không? Nó mà chơi giỡn, nó hét cả ngày là tối ngủ nó mơ. Thì mình cũng vậy, trước khi đi ngủ mà coi phim bạo động, tối ngủ thế nào cũng quơ tay quơ chân. Hay là mình thích coi phim ma thì trước sau gì mình cũng ngủ, mình thường gặp những cái giấc chiêm bao, tại mình thích cái phim đó. Tại vì cái tâm mình hướng về cái gì thì nó thu vô cái tàng thức của mình. Mà cái tàng thức của mình là cái kho chứa. Tối ngủ mấy cái thức khác nó ngủ, nhưng mà cái ý thức nó làm việc, cho nên nó vô kho nó moi ra, nó kiếm ra, cho nên mình có chiêm bao. Có nhiều khi á, cũng tự mình suy diễn nữa, chứ không có ai hết trơn á. Trong duy thức học cái gọi là đọc cảnh, tự mình suy diễn nữa. Cho nên cái chuyện mà mình quen với người ta hỏi anh tên gì, thấy không, rồi anh làm gì, cái mình diễn tả, mình tưởng tượng ra một con người đó tới hồi gặp ra chớ giới không. Vậy là lâu nay mình đọc cảnh, đọc ảnh cảnh, tức là một mình suy diễn, một mình tạo lên một cái ước hình đó. Cho nên cái câu chuyện mà Trương Chi Mỹ Nương đó, đó là một cái ý nghĩa, một cái câu chuyện mà trong Phật giáo có thể giải thích một hình thức là tưởng tượng đó. Đó, mà cái tưởng của mình là nhớ là ít khi nào chính xác. Nghe tiếng sáo thổi hay, tưởng một chàng trai đẹp, tới hồi gặp đúng chàng Trương Chi rồi té ngửa. Thì khi mà cái cô công chúa gặp được cái anh chàng thổi sáo mà lâu nay mình tưởng anh đẹp đó, cái mình hết rồi. Tất cả những hình ảnh xưa nay mình nghĩ dành biến mất hết. Bây giờ sợ quá không dám gặp anh nữa. Nhưng mà cái anh chàng kia xưa nay chỉ thổi sáo trên bờ sông một cách rất nhẹ nhàng, thanh thản, hồn nhiên. Bỗng nhiên hôm nay gặp cô gái này hút ảnh bị nội kết. Cho nên một bên vừa xả được nội kết thì một bên bắt đầu nội kết. Con chăm sóc mẹ con nhưng mẹ con lại hay gây sự với con. Xin thầy quan hỷ cho con biết con phải làm sao cho mẹ con vui. Mẹ muốn vui cho nên mẹ mới gây sự. Vì không gây sự thì hai mẹ con rất là buồn. Bởi tôi sinh sự nên sự tình mới sinh. Nếu không sinh sự, sự nào có sinh? Thì bây giờ á, bây giờ mình nghĩ như thế này nè. Nó có hai trường hợp để sinh sự.
Có nhiều khi buồn quá không có chuyện gì, có nhiều nhất là già cả rồi. Nhiều khi hai vợ chồng hồi trẻ romantic lắm mà tới về già gây lộn quá. Tại sao phải không? Già giờ đâu còn chuyện gì nói à, chỉ kiếm chuyện để gây cho nó có vui nhà vui cửa. Có nhiều khi người già đó thật sự ra không phải họ muốn cố tình đâu, nhưng mà đó là cái mình có thể gọi là cái sinh tật của người già. Thì thôi bây giờ á, mình đã chăm sóc mẹ được rồi thì thôi chịu khó chăm sóc luôn tâm lý. Chăm sóc mà thực sự ra chăm sóc về thức ăn sức khỏe không khó, chăm sóc tâm lý người già mới khó. Mà tâm lý người già thì nó thiên hình vạn trạng. Có người thì khó tính, cái gì cũng bắt lỗi. Có người thì thích kiếm chuyện để gây. Mỗi người mỗi kiểu, mà có người không nói gì hết. Mình cũng biết đường đâu mà mình làm. Thấy không? Thì đó là những tâm lý của người già. Nếu mình chăm sóc được thân rồi thì thôi chịu khó chăm sóc luôn tâm lý. Nếu mà mình cảm thấy rằng mỗi khi mẹ nói cái gì mình chỉ nghe mà im lặng, mà mẹ sau đó mẹ cũng im lặng luôn, thì thôi mình cứ nghĩ đó như những tiếng vang rồi nó sẽ tắt. Chứ còn bây giờ hỏi làm sao, bây giờ Pháp Hòa suối, một là gây lại không được, hai là biểu nhịn. Chứ quý vị nói sao lỗ vậy? Bây giờ nếu cho là lỗ đi thì thôi mình nhịn, mình mẹ mình chứ ai đâu mà lỗ với lời. Cũng giống như người ta nói tại sao anh sợ vợ, nó trời vợ tôi không sợ, sợ ai. Thì bình thường thôi. Thật sự cuộc sống á, nếu chúng ta cho nó nhẹ cái tự nhiên mọi thứ nó nhẹ theo. Mình hãy cho nó nặng cái tự nhiên nó nặng. Thí dụ một lời nói người ta nói, mình có để được lên cây cân đâu mà mình kêu là lời đó nặng. Nhưng mà chẳng qua là nó nghe nó không có hợp với ý mình thì mình cho nó là lời nói nặng. Chứ bản chất lời nói nhiều khi người ta nói ra cái câu đó người ta không có ý đó. Có nhiều khi người ta vô tâm người ta nói, nhưng mà mình hữu ý mình nghe thì tự nhiên hai cái ý nó khác. Thôi thì bây giờ đơn giản là mình là một vị Bồ Tát lắng nghe. À, có một cái cô đó cũng mới phone qua, cô nói thầy ơi bây giờ con khổ quá, chăm sóc ông chồng mà ông cứ chửi ông nói sùm mỗi ngày cũng mệt ghê, nhiều lúc cũng bỏ ông luôn vậy đó. Cái Pháp Hòa nói bây giờ Hòa chỉ cô cách quán nha. Giờ cô quán vậy nè, thôi kệ đi, bây giờ ví dụ như ông còn tỉnh ông khỏe, ông nói tôi muốn ăn, cái ông nói cái mình làm muốn ăn khỏe. Nếu mà lỡ bữa nào mà ông bị stroke ông hết nói nữa, cái mà ông muốn nói cái mình phải ráng nghe, chừng đó còn khổ hơn nữa. Thôi bây giờ ông còn đang nói rõ, mình nghe từng câu nghe cho nó khỏe đi. Hai tuần lễ sau của phone tôi cảm ơn rối rít. Cô nói trời giờ con nghe con khỏe lắm, con có sao. Thật ra tất cả là do cái mình quán chiếu, không do cái mình nhìn. Thì bây giờ quý vị thấy một cái người mà cứ lải nhải nói, thì thôi bây giờ mình quán vậy nè, nếu lỡ một ngày nào họ không nói được nữa, họ ớ cái nói gì nói sao nó nói kỹ tôi nghe còn khổ hơn, thôi vợ nói được nghe đi cho nó khỏe. Cho nên bồ quý vị thấy Bồ Tát Quan Âm không, mình rù rì ngài cũng chịu, mà mình nói lớn ngài cũng chịu. Thí dụ mình đứng trước tượng của ngài mà nói Nam Mô Đại Bi Quan Âm Bồ Tát Phục Nguyện Phổ Môn Thị Hiện Thuyết Pháp Độ Sanh Lâm Nạn Xưng Danh Tầm Thanh Cứu Khổ. Khen ngài, ngài cũng cười. Mình năm năm nói, mẹ ơi con khổ quá mẹ ơi. Ngài cũng ngài, ngài cũng ngồi ngài chịu thôi. Kính thưa thầy, mỗi đêm con đều trì chú Đại Bi, thường thì hay nằm, con hay nằm, xin hỏi thầy có tội hay không? Nếu mà nằm mấy năm nay bình thường thì thôi đâu sao đâu hỏi. Mấy năm nay nằm mà không hỏi, mà trước khi nằm không chịu hỏi, giờ nằm mấy năm rồi mới chịu hỏi. Thưa đại chúng, là thật sự ra đó, tụng kinh trì chú niệm Phật á, nó chẳng qua là một cái phương tiện để giữ tâm mình. Thì mình hãy tùy theo sức khỏe, hoàn cảnh, bệnh duyên mà chúng ta tùy nghi chúng ta hành trì. Cái quan trọng là tâm chúng ta đừng bất kính, thì cái đó nó thành tâm thôi. Ví dụ bây giờ mình mệt mỏi quá không thể ngồi trì chú được,
thì mình nằm. Đó là vì hoàn cảnh mình nằm, mình trì chú bằng tất cả tâm thành thì có đó không có tội. Còn ví dụ mình có khả năng mình ngồi, mình nói ơi mệt quá nằm trì chơi thôi. Nó khác. Có một cô cũng hỏi thầy ơi, con nghe pháp thầy từ sáng tới tối, vô xe vô bếp chỗ nào con cũng ấy, vậy con đem thầy vô washroom luôn được không? Có hỏi vậy đó. Pháp Hòa nói bây giờ có đem em vô trỏng em cũng có biết đâu. Nhưng mà cái vấn đề là như thế này, nếu như mà mình đem vô đó, mình ngồi mình nghe mình chứng đạo đó, thầy cũng chịu khó vô trỏng nữa. Nhưng mà có điều là bây giờ thôi, bây giờ mình nghe ổng từ trong xe vô tới trong nhà, tới nhà bếp phòng khách, thôi chỗ đó cho ông nghỉ. Cái đó tùy mình thôi. Bây giờ nói tóm lại là tùy lòng hảo tâm. Kính chào thầy, trước hết con cầu chúc thầy nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc. Con mới học được thầy về trợ duyên. Vậy con nên làm gì để trợ duyên giúp cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp trong lúc họ trầm cảm, bị bệnh? Thì thưa đại chúng, là trầm cảm là một cái bệnh về tâm mà hiện nay là phần lớn. Mình muốn giúp người đó, trước hết là mình phải có lòng thương và sự nhẫn nại. Kế đến á, là mình phải có thời gian để tạo những cái sinh hoạt. Ví dụ như á, mình đi đâu chơi, thỉnh thoảng nên dẫn họ ra ngoài. Tâm lý trầm cảm là tại vì họ có gặp nhiều khó khăn, không thể chia sẻ được với ai. Đâu phải mình tới mà họ nói mình nghe đâu, nhưng mình cứ kéo họ ra khỏi cái hoàn cảnh mà họ đang nuôi cái trầm cảm của họ, đem họ ra khỏi đó trước cái đã. Mình đem ra khỏi một cái môi trường để mình làm cho người đó tươi tắn bằng cái một chút nào mình có thể. Rồi từ từ mình mới có thể mình nói chuyện được với người đó. Cái điều này á, nó đòi hỏi tình thương lớn, nhẫn nại lớn và có thời gian. Rồi nhiều khi cái người trầm cảm á, họ rất là khó. Tại vì mình không nói chuyện được. Nhưng mà nếu mình bỏ phế họ, họ sẽ rút dần vào cái chỗ tối, cái bóng tối của họ, thì cái bệnh nó nặng hơn. Cho nên người nào mà thương bạn bè của mình á, quý vị có đi đâu dẫn họ theo. Nhưng mà họ, cái tâm lý họ là không thích ở đâu lâu. Cho nên rồi mình, chỗ nào mình biết là mình sẵn sàng đưa họ đi và sẵn sàng đưa họ rời khỏi chỗ đó khi họ cần. Mình giúp họ bằng nhiều cách thì mới có thể được. Nhất là bạn bè đó, tạo những cái nhóm sinh hoạt với nhau để họ có thể gần gũi được và từ từ họ cởi mở. Kính thầy, con hỏi là trong Phật giáo có nhiều tông phái, hiện nay có nhiều vị thầy đề cao tông phái của mình đã làm cho một số Phật tử sơ cơ như chúng con rất hoang mang khi đi chùa vì chẳng biết theo pháp môn nào là phải, xin thầy chỉ dạy. Thưa đại chúng, là như hồi nãy Pháp Hòa thưa đó, thời Đức Phật không hề chia tông nào hết, chỉ một tăng đoàn duy nhất. Nhưng sau đó Phật giáo được chia làm hai. Rồi khi Phật giáo truyền đến Trung Hoa, thì do các cái pháp tu, một vị tổ nào đó tâm đắc với cái pháp đó, thì cái pháp đó được xiển dương, rồi từ lâu ngày nó thành ra một cái tông. Ví dụ như là cái pháp môn niệm Phật. Đúng ra thời Đức Phật á, niệm Phật là niệm sao? Không phải như mình bây giờ là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật gọi là niệm Phật đâu. Ngày xưa ta niệm Phật là vậy nè. Phật là bậc ứng cúng, là bậc chánh biến tri, là bậc minh hạnh túc, tức là nói những công hạnh cao cả của Đức Phật để chúng ta học theo những cái hạnh đó, gọi là niệm Phật. Thì khi mà cái pháp môn niệm Phật được truyền, khi mà cái pháp môn niệm Phật được truyền đến và vị tổ
khai sơn diễn dương cái giáo pháp đó để gọi là gì, Tịnh Độ Tông. Nhưng mà thật sự không phải tổ Huệ Viễn, nếu mà nói là ngài là cái tổ gọi là khai sơn pháp môn, khai sáng pháp môn Đạo Phật cũng chưa đúng nữa, vì cái đó là ngay có đã thời Đức Phật rồi. Và có thể nói tổ là một cái người phục hưng lại và duy trì và làm cho cái pháp môn này nó cụ thể một hình thức nào đó để cho người ta có thể nương theo, thì bắt đầu lập ra cái tông gọi là Tịnh Độ Tông. Rồi cái vị tổ kia, ngài thích nghiên cứu về luật giới, ngài nghiên cứu về luật giới, chỉ dẫn hướng dẫn tu hành theo giới luật, lâu ngày cái tự lập cái tông là Luật Tông. Rồi thích kinh Pháp Hoa, phát triển kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa, giảng kinh Pháp Hoa, tu theo kinh Pháp Hoa, cái gọi là Pháp Hoa Tông. Như vậy thì các cái tông, rồi giờ người đó trì chú, lấy câu thần chú để làm cái đề, làm cái kinh mình thường tụng, thí dụ như tụng Án Mani Bát Di Hồng, tụng hoài câu đó để giúp cho tâm mình tịnh, thì cái đó gọi là Mật Tông. Như vậy thì 10 tông không phải của Phật, mà 10 tông đó là do tổ nương vào 10 cái pháp môn tu mà Phật đã dạy để gom nó lại thành một cái tông, để ai đó thích hợp với pháp nào, tông nào thì đi tìm cái tông đó cho nó dễ. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, ở nước Mỹ mình á, một cái floor shopping á, nó có thể mình tìm được nhiều shop khác nhau. Nhưng mà qua Hàn Quốc á, muốn đi tìm mua đồ rất là dễ, tại vì người ta chia theo lầu. Ai muốn mua dụng cụ nhà bếp, lầu số 2. Ai muốn mua đồ chơi cho trẻ em, lầu số 3. Tất cả những chủ tiệm, có thể hàng trăm tiệm trên cái lầu đó, nhưng mà chung quy chỉ bán một thứ thôi, đó là đồ chơi. Thì ai thích mua đồ chơi, lên lầu đó rất là dễ, khỏi cần phải chạy đôn chạy đáo đông tây về để tìm. Thì các tổ cũng có cái nghĩ như vậy, thôi bây giờ mình gom nó lại thành một, để ai có cái thuận duyên với cái nào thì đi tìm với cái đó cho nó dễ. Cũng giống như mà quý vị đi ăn nhà hàng thôi, thích ăn đồ Mỹ thì vô nhà hàng Mỹ, thích ăn đồ Việt vô nhà hàng Việt, nhưng mà thủy chung cũng đều là thức ăn để cống hiến no đủ cho mọi người. Thì pháp môn không phải phân cao thấp, mà pháp môn để hướng dẫn chúng ta tu. Bây giờ ha, nếu như mình tu cái tông của mình mà mình không có hiểu được mục đích của tông. Chữ tông là gì? Là tông phái, là tông chỉ của cái pháp này. Không hiểu được cái điều đó, rồi đem cái này luận cao thấp, thì cái đó thuộc về si mê. Mà muốn đưa cái của mình lên, thuộc về tham. Mà người khác ta nghe vậy ta bực bội, cái người kia sân. Ta chống lại mình, cái hai người leo thang sân, leo thang si, leo thang tham bằng pháp môn tu mà vướng tham sân si mà không hay. Cho nên á, thôi cái việc này á, là việc của các vị. Bây giờ ở đây trong phạm vi những vị có duyên với Pháp Hòa, hôm nay nghe là quý Pháp Hòa chỉ có cái lời chia sẻ vậy. Quý vị uống thuốc nào hợp, quý vị cứ uống. Và nhớ rằng, quý vị nhớ rằng, nếu đã là uống thuốc thì không thuốc nào hơn thuốc nào. Bệnh bao tử không thể nói anh thấy không, anh nghiệp chướng nặng bề bởi đau gan. Rồi anh đau gan chê anh đau bao tử. Anh nào cũng đau giống nhau. Đã là bệnh thì không bệnh nào hơn bệnh nào. Mà đã có bệnh mới uống thuốc. Mà đã là thuốc thì chỉ nhằm trị bệnh chứ không phải để phân biệt cao thấp. Tóm lại một lời của Tổ Ấn Quang, thuốc không phân tốt xấu, trị được bệnh là thuốc tốt. Pháp tu không phân cao thấp, pháp nào trị được tâm bệnh là pháp tốt. Tổ Ấn Quang dạy như thế. Câu thứ hai, xin thầy giải rõ cho ba pháp quy y. Quy y Phật, không quy y trời thần quỷ vật. Quy pháp không quy ngoại đạo tà giáo. Quy tăng không quy bạn đảng xấu ác. Xin thầy dạy rõ. Thưa đại chúng, ba câu này là sau này các tổ viết ra để cho chúng ta nương vào đó, để chúng ta
phát nguyện thôi. Thì cái câu này nói là khi mà quy y Phật rồi thì mình không có quy y bất cứ thần quỷ vật nào nữa. Tại vì Phật là gì? Là người thầy giác ngộ, phải không? Mà đã là mình có một người thầy giác ngộ thì mình theo người thầy là mình học. Còn thần quỷ là gì? Là những vị người ta còn phạt thưởng mình theo cái vui buồn của người ta. Mình cúng cho người ta thì người ta hoan hỷ, rồi không cúng hay là mình hứa cúng mà không cúng thì người ta giận. Cho nên rồi nhiều khi mình cũng đồng hóa Phật với mời Phật, cũng giống như các vị này. Cho nên Phật tử không nên nói những câu này: tháng rồi tôi hứa cúng chùa 200 mà tôi kẹt tiền tôi cúng còn có 100, bởi Phật quở tôi bệnh nguyên tháng. Đấy, mình đã biến Phật thành thần rồi. Nếu như mình hứa cúng 200 mà cúng còn có 100 mà Phật quở mình bệnh thì không phải là Phật. Cái này là thần quỷ. Chứ Phật tử là không bao giờ nói như vậy. Xin lỗi, bây giờ mình nói Phật ơi con hết tiền con không cúng, Phật cũng không hề phạt gì mình, huống chi cúng phân nữa muốn gì nữa. Cho nên đừng bao giờ nói như vậy. Nói tôi hứa ăn chay 3 tháng mà tôi ăn mới còn có 2 tháng tôi ngã mặn, cho nên tôi bởi vì Phật quở tôi đau bệnh suốt. Không phải vậy. Phật không hề rảnh rỗi đi làm việc đó. Mà nếu thật sự Phật làm điều đó thì đâu phải là một đức Phật, phải không? Vậy thì mình quy y Phật thì không thể đồng hóa Phật với thần quỷ cái kiểu đó. Cho nên tại vì mình cứ nghĩ thần quỷ vậy cho nên mình đem Phật kiểu đó luôn. Cho nên nhớ là quy y Phật rồi thì không quy y cái kiểu đó, thì nghĩa là không đồng hóa Phật thần quỷ. Quy y Pháp nghĩa là Pháp là lời dạy của Phật, nói cho đủ là Phật Pháp. Mà lời dạy của Phật có đủ hai yếu tố là trí tuệ từ bi. Còn nếu mà Pháp thế gian thì nó lệch lạc vô cùng. Như nãy Pháp Hòa nói vậy đó, Pháp thế gian là mình là Phật tử rồi mà chụp hình không dám chụp ba người thì đó không phải là Phật tử. Làm gì sợ chụp ba người? Hỏi tại sao? Nói ba người xui. Vậy chứ mình quy y Phật Pháp Tăng không xui hả? Rồi hàng ngày mình chưng phước lộc thọ cũng ba ông à, phải không? Không có cái vấn đề. Những cái pháp như vậy đó là ngoại đạo tà giáo, nó không phải của Phật giáo. Rồi ví dụ như bây giờ mình nói là mình đem Phật về mình thờ, rồi người ta mới nói tại làm sao anh thờ Phật đứng, bởi số anh khổ hoài, thấy không? Bởi vì đứng nó khổ. Hỏi sao mới hết khổ? Thờ Phật ngồi. Đã ta bưng ông Phật đứng vô gửi, thỉnh Phật ngồi về để. 3 tháng sau người khác chạy lên nói tại sao anh thờ Phật ngồi? Bởi lúc nãy anh thấy ông làm ăn chậm chạp không? Bởi vì ngồi mà anh cầu Phật đứng dậy hơi lâu. Anh thờ Phật đứng, anh réo Phật đi liền cho nó lẹ. Cả hai đều là tà kiến hết, ngoại giáo hết. Lời dạy nào của Đức Phật có đủ từ bi trí tuệ. Cho nên quy y Pháp thì không đồng hóa giáo pháp của Phật với những cái giáo nghĩa như vậy. Thí dụ như nói cúng cơm á, không có được cái người mới chết á, không có được cúng mì, cúng bún, không có được cúng đậu đũa, đậu que, không có được cúng dưa leo. Hễ tất cả những thứ gì mà trồng mà nó có dây á, có nhợ là không được. Hỏi tại sao? Nó cột chân người chết. Nó mì á, không được cúng mì, cúng bún. Tại vì người chết mà bị quấn mấy cái đó lại, cái họ đầu thai không được. Trời ơi, làm họ làm như họ không biết bức họ đi. Đó là một quan niệm không phải của đạo Phật. Cho nên nếu mình còn cái tư tưởng đó thì mình chưa phải là người học pháp của Phật. Rồi thậm chí là mình còn cố chấp vô những cái giáo pháp như là thọ Bồ Tát giới, là không được ăn đồ cúng, tụng chú Đại Bi không được ăn đồ cúng, ở nhà không được mở máy niệm Phật, không được mở máy tụng kinh. Tại vì mở máy niệm Phật, mở băng tụng kinh là ma quỷ nó theo, làm như ma quỷ nó mê nó lời kinh lắm vậy. Rồi ở nhà mở nhạc cả ngày, lỡ quỷ ma nó mê nhạc rồi sao? Sao không nghĩ? Sao không nghĩ vậy mà cứ nghĩ mở kinh là ma nó vô? Rồi mở nhạc cả ngày rồi rủi gặp ma, nó không thích kinh, nó thích nhạc rồi sao? Đi tụng đám tang
không dám đi về nhà, ghé vô công viên nào mở cửa ra nó mờ ma đi xuống. Bây giờ nếu mình mở cửa mà nói ma ơi xuống đi, nó đi xuống thiệt, mình dám đứng đó mình đóng cửa lại đi về không? Đó là ngoại đạo tà kiến. Bây giờ quy y tăng không quy y bạn hữu ác đảng. Tức là tăng là gì? Tăng là đoàn thể của những người sống thanh tịnh hòa hợp. Đó là nghĩa của chữ tăng. Thế thì chúng ta là những người có thể có hình tướng tăng, danh nghĩa tăng, nhưng mình hãy nhìn lại cái cách sống của mình có hòa hợp không. Nếu mà không hòa hợp là mình là đảng khác rồi, không phải là, không phải là cái tăng thể của như Phật. Rồi cái câu nó là vậy. Ráng hai câu nữa thôi. Con có thắc mắc mong thầy giúp con. Tại sao tỳ kheo ni thọ tỳ kheo thọ 250 giới, tại sao tỳ kheo ni phải thọ 348 giới? Có phải người nữ nhiều tội lỗi hơn không? Thưa đại chúng, ở một cái đất nước Mỹ 52 tiểu bang, mà có thể nói không tiểu bang nào luật lệ giống nhau. Tại sao? Tại vì quốc độ mỗi nơi nó mỗi khác. Phó Hòa ví dụ, ở Cali vì có động đất cho nên không có xây basement. Nhưng mà qua Oklahoma, nhà nào xây cũng phải có một cái hầm để mà trốn những cơn trốn. Nhưng mà nếu mà mình nói qua Cali xét nhà phải làm cái hầm đó có cần không? Không cần, bởi vì Cali nó không có những cơn trốn đó. Nhưng mà qua Oklahoma là nhà nào cũng có cái hầm hết, ở ngay cái garage. Nếu mà hầm cũ thì trong nhà, mà sau này là nằm ngay garage, mà sau này làm rất là tối tân, để khi báo động lên có một cơn trốn đi ngang thì tất cả chui xuống hầm đó. Mà thậm chí bây giờ có nước nôi đổ dưới để mình trốn một cái thiên tai nó tới. Như vậy thì nó tùy theo mỗi quốc độ mà nó có những cái trường hợp luật lệ khác nhau. Cũng như thế, nam và nữ khi đi tu có những khó khăn khác nhau, thì có những cái điều kiện làm cho mình đẹp hơn. Đại chúng cứ nhớ như thế này, giới luật không phải làm cho chúng ta bị gò bó, mà giới luật làm cho chúng ta đẹp hơn, thanh tịnh hơn. Nhưng mà nói là giới luật, nhưng mà thật sự không có gì giới luật cả. Phần lớn là nó thuộc về ở cái mặt oai nghi, nét đẹp. Ví dụ, một thầy tỳ kheo đi không được đánh đằng xa, đi không có tay chân bài hải vậy. Tỳ kheo không được đi kiểu đó. Ví dụ vậy, đó là một giới. Mà tại sao phải thiết lập nó thành giới? Bởi vì thiết lập nó thành giới để chúng ta thấy cái tầm quan trọng chúng ta ráng giữ. Mà giữ được cái đó đẹp cho ai? Đẹp cho mình. Một vị tỳ kheo không được ngồi chồm hổm, thì nó thành một giới. Nhưng bây giờ đối với người nữ, người nữ có những khó khăn về mặt đời sống của người nữ, ví dụ nội thân thể thôi là cũng đã có nhiều khó khăn rồi, thì nó có những cái điều lệ để nói lên, để giữ được cái sự thanh tịnh, trong sạch, đẹp của người nữ. Vậy thì đại chúng, cái này nó không có phân biệt, và cũng không phải vì người nữ tội lỗi nhiều mà có giới nhiều, không phải vậy. Mà do chúng ta có nhiều vấn đề trong cái cuộc sống của người nữ, thì chúng ta cần có những cái điều lệ được đặt ra để chúng ta áp dụng, để chúng ta có được một cái đời sống tu rất là an tịnh. Quý vị thấy được cái điều, cái giới không? Giới không phải làm cho chúng ta gò bó, mà giới làm cho chúng ta đẹp hơn. Ví dụ như trong luật nói, không được vừa nhai cơm vừa nói chuyện. Tại sao? Tại mình nhai cơm nói chuyện thì cơm bún nó văng ra, mà người ta nhìn vô miệng mình, ta thấy mình tùm lum miệng, nó mất cái đẹp của người tu. Vậy không lẽ nói Phật bất công, ăn cũng cho nói nữa. Thì cái đó là cái nét, giữ được cái đó nó đẹp. Rồi ví dụ như này, trong khi ăn không được gãi đầu. Tại sao? Tại vì sợ bụi văng qua tô người khác. Trong khi ăn lỡ thấy một sợi dây thun, một con ruồi mũi gì, im lặng lấy giấy, lấy đồ gói lại. Chứ không có giờ, trời ơi trời coi nè.
coi nè, coi nấu ăn nè. Mình to vậy sợ con ruồi. Mà thí dụ như mình không thấy con ruồi nó chết trong đó, ăn không? Vẫn ăn bình thường mà có chết đâu. Nếu mình nói lên mà mọi người người ta gớm nhờm cái chuyện đó, người ta bỏ nguyên nồi canh đó, có phải là cái lỗi không? Cho nên mình nói ví dụ vậy đó. Rồi ví dụ như đó là khi đi ra khỏi nhà vệ sinh phải chỉnh đốn lại áo quần cho ngăn nắp. Cái đó là nét đẹp của mình. Thế thì một người tu nói với nhiều như vậy đó, nhưng mà thật sự tất cả phần lớn nó đều là cái ở cái mục oai nghi hết. Nó có hai phần ác tác và ác thuyết. Ác tác là cái lời, cái hành động nó có thể làm nên cái xấu. Ác thuyết là lời nói. Ví dụ như một vị không được đi nó thọc tới thọc lui chuyện của hai người đó, nếu mình làm điều đó gọi là ác thuyết. Không? Còn mình ví dụ như đi đánh đàn xa là ác tác, tức là làm hành động không đẹp. Mà người nữ thì nó cũng có những cái khó của người nữ, cho nên người nữ được cái nhiều hơn. Mà cái nhiều hơn đâu phải là tội lỗi nhiều, mà làm cho mình càng đẹp hơn thôi, chứ không có gì hết. Chờ quý vị đừng có buồn là ôi sao Phật bất công. Phật không bao giờ chế giới trước nha. Ai phạm tới đâu chế tới đó. Cái đó nhà Phật gọi là tùy phạm tùy chế. Tùy theo cái chỗ phạm của người mà Phật chế một giới. Vì vậy cho nên trong hàng ngũ của chư ni có 348 trường hợp được phạm, được vi phạm. Cho nên 38 trường hợp được thiết lập thành quy luật. Chư Tăng có 205 trường hợp vi phạm, cho nên mới có 205 trường hợp giới. Chứ Đức Phật không hề nói rằng hôm nay các thầy tập hợp lại đây nghe tôi đọc một bản 250 điều các thầy không được làm. Người ta sẽ hoang mang và nói rằng Phật không có dân chủ. Chúng tôi có phạm đâu mà áp đặt điều luật. Phạm điều nào chế điều đó. Rõ ràng ở quốc gia quốc độ này cũng thế. Cái thời chưa có cái cell phone, luật Mỹ chưa bao giờ có cái chuyện là cấm nói cell phone trong khi lái xe. Mình cũng chẳng biết cái cell phone là gì nếu 30 năm trước. Vì sau này có chuyện có cell phone, mà lúc có cell phone cũng chưa có cái luật mà cấm nói phone. Do sau này tai nạn xe cộ quá nhiều, bắt đầu luật mới áp dụng là khi lái xe không được nói phone. Khi lái xe không được bấm GPS, vì lo ngó cái đó lủi ràng trước. Nhưng mà có người phạm, nó hình thành những cái điều phạm rồi, nó gây những tai nạn rồi, luật chế ra tất cả phải tuân hành vì nó là một sự thật. Đức Phật là một bậc thầy đầy đủ dân chủ. Điều gì chúng ta phạm Phật mới nói, chứ không phải tự khi khổng khi không rảnh quá ngồi suy nghĩ điều gì phải làm. Cho nên thưa đại chúng là gần 350 vấn đề được xảy ra thì 350 vấn đề được hình thành. Giờ câu cuối. Cha mẹ con đã mất trên 10 năm, tro cốt của cha mẹ con được gửi trong chùa. Nay con có nên lấy tro cốt của cha mẹ để rải trên núi hay không? Nếu muốn biết điều này, tối nay hỏi hai bác. Ba má ơi, con muốn rải ba má có ok không? Thưa đại chúng, ngay bây giờ Pháp Hòa nói chỗ này một chút. Thật ra đó, nếu chúng ta hiểu tận cùng của đạo lý thì tro cốt cũng chỉ là cát bụi. Rải xuống sông, xuống núi, xuống gốc cây đều được hết. Nhưng bởi vì chúng ta là người sống có tình cảm, người cha mẹ đi rồi chúng ta giữ chút gì đó để gọi là cái kỷ niệm, thì chúng ta có để chúng ta tưởng nhớ vậy thôi. Nhưng đến một lúc nào đó mình già yếu rồi, bây giờ mình biết rằng thế hệ con cháu sau này của mình chắc gì nó giữ, nó thăm viếng, nó thờ cúng, thì thôi trước khi mình theo ông bà, mình giải quyết những cái gì mình có thể giải quyết được, đem đi rải sông, rải biển, rồi lên núi gì đó tùy mình. Bởi vì mình biết cái tốt sau con cháu mình là nó không còn được cái điều như mình làm rồi, thì mình giải quyết ở đây là vì mình muốn gọn cho mọi việc thôi. Chứ còn không có chuyện đúng sai gì trong vấn đề này hết.
mà cũng không có nên hay không nên gì trong việc này hết. Mà mọi nó phải tùy theo mỗi hoàn cảnh, nó tùy theo mỗi gia đình mà chúng ta quyết định một cái việc gì đó thôi. Chứ còn có gì đâu không nên với nên. Cát bụi mà, phải không? Mình cứ ca hoài những cái bài hát đó đó. Một rồi một mai tôi về làm cát bụi, ôi cát bụi tuyệt vời, phải không? Cho nên á, mình trở về vào cát bụi là điều tất nhiên thôi. Không trước thì sao? Có những ngôi mộ chôn xong mấy chục năm sau không còn người thăm viếng, siêu mồ lạc mã, thì cũng trở thành phân bón trong tương lai thôi. Cho nên cái vấn đề này tùy theo mỗi hoàn cảnh, mỗi gia đình. Quý vị cứ làm gì mà thuận tiện nhất cho gia đình mình thôi là được. Thì hôm nay trong cái buổi tối này chúng ta mất gần 2 giờ, tiếng chứ tiếng rưỡi ha, để trả lời những câu hỏi đúng theo cái sinh hoạt chương trình của mình. Thì Pháp Hòa xin lỗi vị Phật tử viết những câu hỏi mà thuộc kinh điển Đại Thừa, dẫn chứng rồi vân vân đó, thì Pháp Hòa không đủ thời gian, và ở đây phần lớn thì có thể cũng khó hiểu được những cái điều mình sắp nói. Thôi thì quý vị hoan hỷ cho Pháp Hòa gửi lại câu này, Pháp Hòa sẽ nói ở một cái buổi nói chuyện khác. Tối hôm nay vì mình đã kêu gọi rồi cho nên là những câu hỏi rất đông. Nếu trả lời hết cái này thì hết thời gian, thì phụ lòng những câu hỏi khác. Mong quý vị hoan hỷ, ai cũng công bằng là mỗi người một câu hỏi. Thì chúng ta đã giải quyết xong tất cả những câu hỏi này theo cái khả năng của Pháp Hòa. Có thể Pháp Hòa chưa giải tỏa được hết, chỉ mong là các vị tạm nhận một chút gì đó, rồi sẽ cầu thỉnh ở các bậc cao đức khác. Phần Pháp Hòa biết nhiều nói tới đó thôi. Thì mong đại chúng hoan hỷ cho những thứ sót. Thì một lần nữa chúng con tri ơn Hòa Thượng Viện Chủ cùng Chư Tăng Ni ở tại Chân Không Thiền Viện cũng như là Chùa Thanh Nguyên đã tạo duyên cho chúng con trong suốt 3 ngày qua. Và trong thời gian chúng con ở đây và sinh hoạt với đại chúng, nếu có điều gì sơ sót, mong trên Hòa Thượng, Chư Tăng Ni và đại chúng từ bi hoan hỷ cho. Nam Mô A Di Đà Phật.